Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải game Primal Never từ 141 đến 150. Bắt đầu câu 141. Đập chết con ruồi đáng ghét này. Thì các bạn cứ đập thôi. Nhìn như là con ruồi này nó không đập được một tay đâu. Mình cứ dùng cách truyền thống thôi, nhiều nó đậu ở tay mình cho mình đập. Và bạn dùng một tay còn lại đập nó. Dùng hai tay nha các bạn. Một tay nhử nó, một tay đập nó. Câu số 142. Mở cái hộp ra. Cái hộp này nhìn giống ngôi nhà thế. Đánh vào nó không được. Khả năng là đập ngược lại cũng không được. Bạn lấy hai tay, một tay giữ hộp, một tay mở cái lắp lên. Câu 143 là phương trình 18 bằng 1. Bây giờ phải làm một cái công thức khác nó có nghĩa hơn. Xem bên dưới có bao nhiêu tam giác. Ngày xưa anh học hình học mình cũng đã đếm cái này rồi thì phải. Mình đếm từng vế thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, khoảng 19 hình. Cái này nó tính là độ ép các bạn. 89.6 à.
9.6. Không được các bạn. Dây nhiệt độ này là như chưa đo, các bạn phải đo trước đấy. Thì các bạn để tay lên cái đầu cái nhiệt kế thì nó sẽ nhảy lên nhiệt độ. Nó nhảy lên cái mức 96.8, các bạn thử nhập 96.8 độ F, chắc quy là độ C, chắc nó tầm đấy 37-38. Câu cuối cùng, Jojo hôm nay 16 tuổi, giúp cô ấy tìm quà sinh nhật. Trên thần lịch thì có cái ngày 15 tháng 8 2019. 2019 mà trừ đi 16 là 2003 đúng không? 10 câu từ câu 141 đến 150. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì vui lòng bình luận. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của